hợp cảnh ấy, cây với xe hợp đấy. Xe hợp. Cái chậu màu sẫm hơn nó hợp nữa. Làm móng hay sao đấy? Làm móng. Lúc trước bảo chúng 3,2 triệu, lúc chúng 3,2 triệu thì trả lấy, bán cho anh có 3 triệu. 3 triệu dạ. Đây. Đấy, thì xinh nhỉ. Chúc mừng. Đẹp. Quá đẹp, nói không phải nhiều tiền đâu. Hai cái chậu. Đẹp. Để cái chậu đấy. Giờ đang định về sao đây? Đang định về à? Anh cha kia đã về sao nữa? Nhiều cây lắm. Chú hỏi cứ vào chốt cho chú 3,5 triệu, xong bảo lấy 3,2 triệu chú trả lấy này. Tuyệt vời. Nay bán cho anh 3 triệu thôi. Thành công rồi. Rồi. Ok anh, được rồi đấy. Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn chú. Tí ra kia nhỉ? Anh ra, bây giờ anh ra đầu chợ ngồi đây. Vâng. Đẹp nhất chợ hôm nay mini đấy. Đây nữa là đồ chơi không phải là cây. Đấy. Mấy phiên rồi đấy nhỉ? Đẹp. Đây mới đi đấy đúng không? Phiên thứ hai anh mới đi. Còn phiên trước em đem đây anh không đi. Cô em này cơ là phiên rồi chưa đi. À cô em này mấy phiên rồi không đi. À, bật quá, nay mới ra được đi sớm. Mình cứ làm việc lớn trước, việc này là làm được. Con này về gài đá. Nhà nhất đây. Trước ạ. Đó. Con này về gài những hòn đảo đây, gài đảo đây. Rừng xanh. Gài đá vài hòn đá nên đây dòng thành bạch thả lưỡi đưa cho các hạt lên chậu anh trồng chậu vào anh cái này lên chậu em mà mua của anh này em phải trồng chậu cái này lên chậu nhìn trồng đá rồi. Đá gài lên mặt gài cối cối đá vào đây này đẹp á cối đá đẹp mà cối đá rồi mặt thả nước sao vốn còn được vậy. Thế là vừa mở hàng cây đấy đúng không bác? Ừ, bác. Chị Hảo ra đây là anh không ở đây ạ? À? Hảo thích mai cây ổ tàu của anh mới cây ổ chua. Hỏi đâu kìa. Hảo ạ. Hảo vừa chở hai cây gì đấy? À, thế à? Anh em đi em bưởi rồi. Thế em sáng cứ hỏi mai điện mai. Mua đồ đủ hàng thôi. Đây, hôm nay có những cây này bác? Vâng. Cái cây này là bao nhiêu bác? Vâng. 10 triệu. Long lù. Lòng long lù đấy, đỏ đấy. Long lù. Long lùn. Đấy, nhìn bàn tay đây này. Lùn bề thế. Cái này là lên này nhìn có được không? Được rồi. Không đẹp bằng ngoài. Ngoài được rồi. Mắt nó khác. Dạ vâng, ngoài đời. Ngoài đời là xanh gì kìa. Xanh gì chính xác. Con này điền anh. À con này là điền hạt. Đấy, điền hạt luôn chứ không lưng, phải lưng, là đối diện này. May nhỉ. Đang xem và cho xem mũ đắt của anh. Rồi, các bạn. Bay ấy, cây rất bay. Chỗ này dâm mát ngồi thích. Em ké nhờ cái xe đây tí nhé. Anh Tân thì thoải mái. Được, anh Tân ra. 6 nó bán hàng. Anh Tân thì không ra. 5 phút thôi mà. Đấy, cái này đẹp lắm. Đây, lâu năm cũng được. Khỏe lắm. Rồi, xin chúc mừng bác đầu giờ sáng nha. Xem này đi. Làm móng ạ. Cái này nhiều tiền không ạ? 2 triệu. Làm móng đẹp. Gọi là lá nào rõ là đấy. Tổng cộng 10 cây đúng không? Đấy,
Trời đẹp đấy. Nó quá đẹp luôn. Bao tiền anh? Rẻ thôi, 3 triệu. Rẻ nhỉ? Mình cũng biết từ sáng bảo bán luôn, giờ lại chưa mua ăn. Nha. Giờ mới bảo bán luôn, giờ chưa mua. Dạ, có đúng chân luôn luôn đâu ạ? Con bé ở trong cái chậu bé tí này. Chậu con sang bên kia rồi nhưng mà nó lại không không có bệ. À, vứt đi. Ba vai trắng nàng này. Này sau rồi. Được rồi. Dạ, cắm hết chưa? Chưa, chưa hết được ạ. Mới đi được đoạn này. Thủng lốp này. Có bấm này. Quán sửa xe mà đối diện bên đường bên kia anh xuôi phí nó khoảng 10 mét tới quán sửa xe, những cái xe này làm bóng sang bên đường xuôi xuống 10 mét bóng mình thì đẹp lắm, đẹp mà, đẹp mà còn gấp rất ổn, ba vai dáng nàng còn được xin đi tiền thì chỉ một tí xin hàng tốt trọng không sang đấy là hết hơi được rồi, sang đấy là hết hơi được rồi. Sao bên đường anh xuôi xuống rồi nhé? Đấy, chỗ nào đưa sáng lạc. Vừa đẹp vừa đẹp. Không ở đâu có, chỉ có chợ ở đâu có đâu. Có mẹ rẻ hơn lắm. Chỉ có lập chui cũng có. Chỉ có chợ ở đâu có. Chưa ra kia hỏi lại 5-6 triệu. Chết. Đây, của đại ca này. Chạy. Mà chân thì nó bỏ bao tiền. Quay. 3 triệu thì rẻ. Quá rẻ. Điền nạp cũng qua chân lấy cả. Quê à? Ra chốt ra bóng đẹp lắm. Quê à? Tình thế. Hả? Đó là quê. Cả quê á. Nhưng mà quê là quê là quê. Đúng không? Đúng không? Quá. Đây đồi có chuẩn bị đi đấy ạ. Quay xong đi ạ. À? À thế à? Chưa bán. Chưa bán. Đây con này. Con này con kia một đôi nhỉ? Đôi. 7 triệu một con à? 7 triệu một đôi à? Anh Lý à? Rồi, ổn đấy. 7 triệu một đôi rẻ là như thật cho nhỉ. Đấy, hôm nay toàn hàng chậu này. Quay cho kỹ vào nha, quay tứ diện vào. Đâu, ai cây nào của anh? Đấy, anh có 2 cây chết đấy. Giá lợn chết à? Ừ, giá này nó giá lợn dịch đúng không? Tai xanh. Tai xanh là vẫn có giá bao nhiêu? Tai xanh. Đôi đấy 28 triệu. 28 triệu. Không. Anh nói chuẩn một điều là nếu chú quay 2 đồng rưỡi một cây. 2 đồng rưỡi một cây. Rồi. Thế là chính xác. 5 triệu rồi bán ơi. Bán bảo 2 triệu rưỡi một cây lại cũng trả 5 triệu. Đúng quá rồi. Đúng. Em nó quay nó kỹ nhưng mà đặt quá thì em nó bảo bọn này bảo là 2 triệu. Trả 5 triệu. Em nó đến quay thì vì triệu đôi. Trả 2 triệu rưỡi một cây. Bán làm sao được không? Thế mà em nó quay nó kỹ và mà quay cái cây kia này. Đi yếu anh ạ. Đấy cây hay đấy. Đang ngồi đây vừa đang đứt. Đấy, rẻ đỏ âu luôn. Đại ca, rồi cứ đọc cái số đi để anh em biết nó gọi. À, 0979. Rồi, 0979. 796. 881 à? Ừ. Thắng Thạch Thất. Ui giời, thắng Thạch Thất đấy. Thạch Thất chỗ nào đấy? Cây Nậu. Ui giời, Cây Nậu. Em ở Thạch Thất đây. Em ở... cũng ở Thạch Thất đây. Tân xã đây. Hả? Tân xã? Vâng. À, thế mà... vâng tí nữa chú nháy vào cái vâng tí nữa về nháy đấy vào em ôi giời hôm nay thứ bảy đi chú kia lùa.
Nhưng mà em 17 đây, chú chưa ngủ. Nhưng mà em đi làm như này ít thì về đó. 17. Em 17. Anh ơi. Cách nào em biết nhà ông gì nhỉ mà nhiều cái to ấy nhỉ? Quên hết. Ông gì cũng già già rồi. Cảnh. Chả nhớ tên là gì nữa nhưng mà nhiều cây to lắm, còn cây to. Còn cây to. Nào về mới nhá. Rồi, ok. Chợ mùa là ngày 2, ngày 7 nhỉ? Đấy. 17 cũng vào. Quá. Ok. Ok. Nhưng mà anh đoán kẹt liền thì không phải mình đúng đâu. Kẹt liền luôn. Rồi. Nhất trí. Cái này chưa? Đấy thì chợ nhiều, hôm nay chợ nhiều cây nhưng mà vắng người đi. Vì là chị không phải là ngày nghỉ. Các bác. Này có mấy cây rất là hay đấy các, nhưng mà cạn tiền, không dám, đang nợ lần đầm đìa không dám mua. À, lâu lắm lại ra gặp các bác. Cái tử vi này là ba tiền đấy. Hưng nhá, Hưng Khánh. Đấy bác lại đọc số đi. 09 936 806 806 69. 936 806 69. Bác Hưng nhá. Cây xanh Nam Điền. Rất rẻ. Đẹp. Quá rẻ. Cật thăng bao tiền? Giấy chân này. Mua rẻ nhất chợ rồi. Nắm bác Hưng nhá. Có ai mua thì gọi bác.